quỹ mở có thể đem lại lợi nhuận cao nếu đầu tư dài hạn. Khoản đầu tư vào quỹ của nhà đầu tư sẽ tăng giá trị khi chứng khoán mà quỹ sở hữu tăng giá. Quý khách sẽ có lợi nhuận khi chứng chỉ quỹ tăng giá hơn so với lúc mua. Hay một cách dễ hiểu là khi quý khách bán chứng chỉ quỹ ở mức giá cao hơn so với mức giá đã mua. Quỹ mở được quản lý bởi các chuyên gia quản lý danh mục đầu tư giàu kinh nghiệm cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ các chuyên gia phân tích. Việc đầu tư của quỹ dựa trên những nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các chứng khoán cùng với sự đánh giá, chọn lọc và thẩm định liên tục nhằm tối đa khả năng tăng lợi nhuận. Quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm khi có đội ngũ chuyên nghiệp đầu tư cho mình. Thông thường, một quỹ mở sẽ đầu tư vào danh mục từ 30 đến 100 mã chứng khoán. Đối với một nhà đầu tư cá nhân, thường sẽ rất khó để có thể đầu tư vào danh mục đa dạng như vậy. Vì việc này cần số vốn rất lớn, đòi hỏi về thời gian và cả những kiến thức chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Dễ dàng tham gia đầu tư hoặc rút vốn khỏi quỹ mở. Quý khách có thể mua hoặc bán chứng chỉ quỹ bất kỳ lúc nào. Công ty quản lý quỹ có trách nhiệm mua lại tất cả các chứng chỉ quỹ với giá tại thời điểm giao dịch. Quỹ mở tạo ra cơ hội cho mọi nhà đầu tư tham gia. Quý khách có thể đầu tư vào quỹ mở Vina Capital chỉ từ 2 triệu đồng. Ưu điểm nổi bật của quỹ mở là có thể giúp quý khách yên tâm đầu tư mà không cần tốn nhiều thời gian và công sức. Điều đó có nghĩa là quý khách sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung vào các ưu tiên khác trong cuộc sống. Quy trình tham gia đầu tư vào quỹ mở nhanh chóng, dễ dàng như mở tài khoản ngân hàng. Quý khách có thể mở tài khoản và thực hiện đầu tư online. Dễ dàng đầu tư chỉ từ 2 triệu đồng và miễn phí mua. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua bán chứng chỉ quỹ hàng ngày thông qua ứng dụng quản lý đầu tư trực tuyến Vina Capital MyOPlus, hiện có trên website, hệ điều hành Android và iOS.